Quậy Guru, thế giới diệu kỳ. Ông già Noel có thật không? Giáng sinh đã cận kề và các bạn nhỏ trên toàn thế giới lại háo hức chờ đón những món quà từ ông già Noel. Giáng sinh là dịp để các bạn ấy nhận được món quà yêu thích và ao ước từ lâu. Nhưng ông già Noel liệu có thực sự tồn tại hay chỉ là có trong truyền thuyết thôi? Các bạn hãy cùng Quậy Guru khám phá nhé! Ông già Noel là gì? Santa Claus hay ông già Noel, phiên âm tiếng Việt là ông già Noel, ông già Giáng sinh hay ông già Tuyết theo cách gọi tại Nga, là nhân vật đóng vai trò như là một nhân tố gắn liền với mùa lễ Giáng sinh, giống như cây thông Noel vậy. Hình ảnh tiêu biểu của ông già Noel là một ông già mặc bộ đồ màu đỏ viền trắng, thắt lưng da đen, đội chiếc nón đỏ với chòm râu dài trắng, bộ mặt hóm hình, tiếng cười hô 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 tồn tại trong nhiều văn hóa, đặc biệt là ở các nước phương Tây. Truyền thuyết cho rằng ông già Noel sinh sống tại Bắc Cực với những người lùn. Ông dành đa số thời gian để chuẩn bị quà, đồ chơi cho trẻ em với sự giúp đỡ của những người lùn. Vào dịp Giáng sinh, ông nhận được rất nhiều thư từ trẻ em trên khắp thế giới. Và mỗi đêm Giáng sinh, ông lại bắt đầu cuộc hành trình của mình với cô xe kéo bởi 9 con tuần lộc để mang quà và đồ chơi cho các trẻ thiếu nhi. Ông già Noel có thật không? Nhiều người vẫn cho rằng chuyện ông già Noel là huyền thoại, nhưng trên thực tế, đây là truyền thuyết có thật và được truyền bá rằng Santa Claus xuất phát từ truyền thuyết về một nhân vật sống từ thế kỷ thứ tư tên là Nikola. Ông là con trong một gia đình theo đạo Cơ Đốc giàu có. Nikola sinh ra vào khoảng những năm 280 tại Patara, một cảng nhỏ của thị trấn Lycia ở Thổ Nhĩ Kỳ. Khi còn nhỏ, cậu bé đã được mẹ dạy rất nhiều về kinh thánh, nhưng không may cha mẹ qua đời do dịch bệnh, bỏ lại cậu cùng toàn bộ gia tài. Nikola được nhiều người biết đến vì biết thương người nghèo và dành cả đời mình để phục vụ Chúa. Một lần gặp ba cô gái trẻ không có người cầu hôn vì cha họ quá nghèo, ông liền lấy ba túi vàng và bỏ vào phòng của ba cô gái nọ. Nhờ đó mà họ đã lấy được chồng và sống rất hạnh phúc. Mặc dù vậy, những người La Mã lại luôn khinh miệt ông, họ bắt giam và tra tấn ông trong ngục tối. Khi Constantin trở thành hoàng đế La Mã thì ông đã trả tự do cho thánh Nikola. Cũng từ đó, Constantin đã trở thành con chiên của đạo Cơ Đốc. Ông triệu tập hội nghị Nicea và thánh Nikola được mời đến làm đại biểu của hội nghị. Thánh Nikola được đặc biệt ca tụng vì tình yêu của ông dành cho trẻ em. Người ta đồn rằng các món quà bất ngờ đều do thánh Nikola mang đến và chính ngài là người đã mang quà đến cho các bạn nhỏ trong dịp Noel. Bên cạnh đó, thánh Nikola còn là người bảo vệ cho các thủy thủ đảo Sicily của nước Hy Lạp và nước Nga. Ở đất nước Hà Lan, truyền thuyết về thánh Nikola luôn sống mãi trong lòng mỗi người dân. Vào thế kỷ thứ 16, ở Hà Lan, trẻ em thường đặt những chiếc giày gỗ của mình bên cạnh lò sưởi với hy vọng là chúng sẽ được thánh Nikola thiết đãi no nê. Người Hà Lan phát âm từ Nikola thành Sin Nikola, sau đó nó trạch thành Sinterklaas và cuối cùng được những người theo giáo phái Anh đọc thành Santa, dịch ra tiếng Việt là ông già Noel. Anh Quậy Guru rất vui khi được đồng hành cùng với các bạn trong video ngày hôm nay. Các bạn ơi, các bạn đừng quên để lại comment của mình, chia sẻ suy nghĩ về nội dung của video nhé. Và đặc biệt hãy bấm like video, đăng ký kênh để có thể đồng hành cùng với anh Quậy Guru trong hành trình vạn dặm khám phá thế giới diệu kỳ. Nhớ bấm like, subscribe kênh để theo dõi thật nhiều video hấp dẫn cùng Quậy Guru nha. Quậy Guru, hẹn gặp lại các bạn!